Chào mừng các bạn đến với chương trình audio của Bình Yên TV. Chương trình này sẽ mang lại cho bạn những phút giây thư giãn sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với Nhân sinh cảm ngộ, khỏi bệnh lao xương và tìm được ý nghĩa của sinh mệnh. Chia sẻ của bạn Nguyễn Văn Tân, sinh năm 1990, địa chỉ Quảng Yên, Quảng Ninh, số điện thoại 0979 056 181. Tôi sinh ra trong gia đình bố mẹ làm nông nghiệp, gia đình có ba anh em, tôi là con út. Vì là con út nên tôi thường được cưng chiều, được học hành đầy đủ nhất trong gia đình. Từ khi biết nhận thức, trong tâm tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Tôi luôn mơ hồ cảm thấy mình cần tìm kiếm thứ gì đó. Thời gian trôi đi thật nhanh, hết đi học rồi lại đi làm mà tôi vẫn chưa tìm được. Rồi có một chuyện bất hạnh xảy ra. Tháng 9 năm 2017, tôi phát hiện mình bị bệnh lao xương cột sống. Tôi chỉ nghe thấy lao phổi chứ bệnh đó thì tôi chưa nghe bao giờ. Bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện khám và nói với tôi: "Cháu ạ, xương cột sống của cháu có hai đốt bị vi khuẩn lao ăn rỗng rồi, giống như răng bị sâu ăn vậy, phải tiến hành phẫu thuật để lấy ổ mủ gần cột sống và uống thuốc một năm để theo dõi. Bệnh này khó khỏi lắm, từ nay về sau mang tật suốt đời. Có người chữa chỗ này vi khuẩn lại chạy sang chỗ khác, dai dẳng không kém gì ung thư cháu ạ, mất nhiều tiền lắm. Bác bên cạnh mới đặt cọc gần 200 triệu để mổ mà còn chưa biết thế nào." Tai tôi lúc đó như ù đi, người bần thần. Anh trai tôi không nói gì, mắt ngấn lệ. Tôi vội quẹt nhanh dòng nước mắt để tránh mọi người nhìn thấy. Mình mới 27 tuổi, còn bao nhiêu hoài bão, chưa giúp được gì cho gia đình cả. Chẳng lẽ lại phải đi sớm vậy sao? Nếu không thì chết đi cho rồi, đỡ phải làm gánh nặng cho gia đình. Rồi tôi lại nghĩ tất cả những gì mình từng phấn đấu, theo đuổi có nghĩa gì chứ? Sau này tất cả cũng về cát bụi thôi, có xuất sắc mấy thì cũng chả còn ý nghĩa gì nữa. Nghĩ đến đây nước mắt lại rơi. Lúc đó mới thật sự thấu hiểu được thế nào là nỗi đau tột cùng của bệnh tật. Sao ông trời lại bất công với mình, tôi đã làm gì sai để đến mức như vậy? Lúc này tất cả những cầu mong về danh lợi của tôi lập tức biến mất, tôi chỉ mong thời gian quay lại. Tôi sẽ hoàn thành những việc mà tôi chưa làm được trọn vẹn, sửa chữa những sai lầm làm tổn thương người khác, rồi tôi sẽ ra đi trong thanh thản. Tôi chỉ mong có được thân thể khỏe mạnh. Đây là điều mà trong thâm tâm tôi nghĩ tới, tôi thật sự muốn sống hơn bao giờ hết. Nhưng quá muộn rồi. Rồi tôi cũng trải qua phẫu thuật. Thân thể tôi đau đớn không đi lại được. Lưng tôi như tê dại đi, đủ mọi ống, dây dợ chằng chịt. Một ngày truyền không biết bao nhiêu thuốc, rồi nước, rồi tim. Tay tôi sưng phồng trong đau đớn. Tôi không làm được gì, người không thể động đậy cự quậy được. Mọi sinh hoạt cá nhân đều do anh tôi chăm sóc, từ việc tắm giặt, đi vệ sinh tới ăn uống. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như thế, nó giống như địa ngục vậy. Thật là khó khăn để vượt qua. Chỉ những người rơi vào hoàn cảnh đó mới thấu hiểu. Tôi đã làm ảnh hưởng tới cả gia đình. Tất cả mọi công việc đều gác lại. Mọi ước mơ dường như hóa thành cát bụi. 2 tuần sau phẫu thuật tôi về nhà với tấm lưng đau đớn. Bác sĩ hẹn ra Tết nếu không có gì thay đổi sẽ phẫu thuật lần 2. Tôi dùng thuốc lao hàng ngày. Da tôi tái sạm đi, người nhợt nhạt, có những trận say chóng mặt vì uống thuốc, cơ thể đau đớn, đi lại khó khăn, nước tiểu toàn màu đỏ. Tôi cảm thấy kinh hãi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với mọi người. Dù sao thì cũng đến đường cùng rồi, lo lắng cũng vậy thôi. Rồi một hôm, chú tôi cầm cho tôi cuốn sách về Pháp Luân Công và giới thiệu cho tôi pháp môn đó. Lúc đầu, tôi cũng không mấy thiện cảm vì tháng trước lúc nằm viện tôi liên tục đọc những bài báo về học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng, bị đàn áp dã man, chịu khổ hình tra tấn. Tôi tự nhủ chắc mấy người này ăn cắp ăn trộm, làm điều ác nên bị chính phủ trừng trị cũng đúng thôi. Tôi cũng cảm thấy lạ là sao chú tôi lại học cái này nhỉ? Nhỡ đâu cũng bị bắt thì sao học cái này vớ vẩn lại còn mang bệnh cho bản thân mình cũng nên, tẩu hỏa nhập ma thì chết. Chú tôi nói tới nói lui rồi chỉ dẫn cho tôi cách học, nói rằng nào là nghiệp lực, nào là năng lượng, nào là ma quỷ. Tôi vâng dạ cho qua nhưng nghe không hiểu gì. Tôi nghĩ là lên bệnh viện trung ương người ta còn lắc đầu, mấy cái công pháp nhì nhằng này thì mới nghe đã thấy mê tín, lại còn ghê ghê, học viên thì bị giết la liệt. Mà thực ra là tốt đến mấy,
mình đâu thế này học hành kiểu gì, nói chung là không thích thì hàng trăm lý do. Thôi cứ để đây vậy. Năm rảnh rỗi tôi lại tò mò không hiểu sao gõ chữ Pháp, thế là ghi luôn hai từ luân công còn lại, rồi vào trang web pháp luân.org, nghe bài giảng của Đại sứ Lý Hồng Chí. Tôi nghe trọn 3 ngày không biết ngày đêm là gì, chỉ mê mẩn nghe, ăn xong rồi nghe luôn, vừa nghe vừa khóc. Tôi đã hiểu tại sao mình lại bị bệnh, đó là một phần nợ nghiệp mà tôi phải trả. Trời ơi, đây chính là điều mình tìm kiếm bao nhiêu năm nay. Mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi thấy kỳ lạ, sao những người tu luyện môn này lại bị đàn áp. Tôi lên Google để tìm hiểu sự thật. Tôi đã thực sự ngỡ ngàng. Pháp Luân Công đã phổ truyền trên 114 quốc gia trên thế giới. Mọi người biết đến đều được hưởng lợi ích. Những câu chuyện khỏi bệnh thần kỳ, những khả năng kỳ diệu của Đại Pháp dần dần được khai mở. Không chút băn khoăn tôi liền nhờ chú tôi mua máy phát nhạc và luyện tập. Không hiểu sao tôi mới mổ xong nhưng khi tập 4 bài đầu cảm giác thấy lưng hoạt động bình thường, chỉ hơi vướng chút. Còn bài số 5 tôi không dám tập vì bác sĩ khuyên không nên ngồi, chỉ được nằm. Tập được 3 tuần tôi cảm thấy thân thể biến đổi, có luồng khí lùng bùn ngoài cơ thể, xoay vòng tròn, khắp người đều có cái gì đó xoay chuyển thật kỳ lạ và mỹ diệu. Đọc sách chuyển Pháp Luân thì bụng thấy nóng nóng có gì đó xoay xoay. Cấp sách vào thì lại dừng, mở sách ra thì nó lại xoay. Rồi đầu tôi cũng xoay chuyển, những cơn đau giảm dần nhưng tôi cũng không dám hoạt động nhiều. Sau đó tôi thử tập bài số 5. Tôi ngạc nhiên, ồ, mình có thể ngồi được. Một luồng khí chạy xung quanh thân thể thật kỳ lạ, cơ thể tôi như xoay chuyển. Trời ơi, đúng như trong sách luôn, quá là kỳ diệu. Sau khi đọc tác phẩm chính của Pháp Luân Công, cuốn chuyển Pháp Luân, cùng nhiều sách khác của môn này, thế giới quan của tôi đã thay đổi, không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đều là sự thật. Sau khi tập luyện được 2 tháng, cơ thể tôi tràn đầy năng lượng, người tôi thật nhẹ nhàng, tôi có thể đi lại, làm mọi việc trở lại. Tôi nghĩ hay là mình đang mơ đây. Tôi miệt mài học Pháp, tập luyện và giới thiệu Đại Pháp cho mọi người. Em họ tôi bị thoát vị đĩa đệm chèn dây thần kinh, đau đớn không đi lại được. Sau khi học Pháp cùng tôi cũng đã có một thân thể khỏe mạnh. Khi tiếp xúc với các học viên Đại Pháp, tôi cảm thấy mọi người thật hòa ái, thân thiện. Mọi học viên đều thân thiết như người nhà vậy. Tôi biết trước đây tôi đã sai khi nghĩ về những học viên tại Trung Quốc. Giờ tôi thấy biết ơn và kính trọng họ, những đệ tử Đại Pháp chân chính. Họ đã phải chịu biết bao đau khổ, gia đình ly tán, cơ thể tàn tạ, một lòng kiên định quyết không từ bỏ đức tin của mình. Chính họ đã giúp tôi có thêm sức mạnh và niềm tin để vững bước đi về phía trước. Tôi mong tất cả những người hữu duyên được đến với Đại Pháp. Khi có ai tặng cho bạn cuốn chuyển Pháp Luân, thì bạn đừng do dự như tôi, đừng bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này. Tôi cũng mong tất cả mọi người biết sự thực về Đại Pháp đều có thể tu luyện, được hưởng lợi ích từ Đại Pháp và đưa đạo đức xã hội thăng hoa trở lại. Bạn đang xem video trên kênh Bình Yên TV. Nếu thấy hay, đừng quên để lại bình luận và nhấn đăng ký kênh để có thể nhận thêm nhiều video bổ ích. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.